từ trắng này đây, xin mời quý bạn và anh chị em. Quý vị đồng hương, thay mặt cho ban tổ chức lễ khánh thành tượng đài cố tổng thống Ngô Đình Diệm, chúng tôi trân trọng chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong lịch sử nhân loại chưa có một dân tộc nào mà kỳ diệu như dân tộc Việt Nam. Sau 1.000 năm đô hộ lệ thuộc vào người Tàu, nhưng chúng ta vẫn còn dân tộc, vẫn còn nước và vẫn còn tiếng Việt Nam. Và thưa quý vị, có lẽ nhờ hồn sông núi cho nên mỗi một giai đoạn lịch sử quan trọng thì lại xuất hiện một nhân vật lịch sử. Và trong thời lịch sử cận đại, từ năm 1954 cho tới nay, sau khi Việt Nam chúng ta bị chia đôi hai miền Bắc Nam, trong khi miền Bắc đang oằn loại với sự đấu tố, giết chóc, bắt bớ, thì miền Nam, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã thành lập được một nền đệ nhất Cộng Hòa và mang miền Nam tới một giai đoạn rất là ấm no, thanh bình. Tất cả mọi sự, mọi mặt văn hóa, kinh tế, xã hội trong một xã hội nhân bản phát triển cực độ, đặc biệt là quân đội, tất cả gom về và mới chỉ có quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà thôi để ngăn sự tràn lấn của chế độ Cộng sản. Và trong suốt chiều dài lịch sử đó, chúng ta thấy vị cố tổng thống đã có công mang gần 1 triệu đồng bào miền Bắc không muốn sống trong chế độ Cộng sản để đi vào miền Nam tự do, và đồng thời cũng mang gần 1.5 triệu người miền Trung vào lập cái khu kinh tế riêng biệt trong miền Nam. Và chúng ta thấy rằng là lúc đó người dân miền Nam Việt Nam chúng ta có thể hãnh diện đang sống trong một đất nước được gọi là vựa lúa của Đông Nam Á, và thủ đô Sài Gòn đã từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Và thưa quý vị, tất nhiên không có một chính thể nào, không có một chính khách nào là hoàn hảo, trong đó cũng có một vài chính trị còn phức tạp. Nhưng so với thành quả vẻ vang mà cố tổng thống Ngô Đình Diệm đã làm được như chúng tôi vừa kể trên, thì rõ ràng là cố tổng thống Ngô Đình Diệm, một vị nguyên thủ quốc gia xứng đáng để cho chúng ta tưởng niệm và vinh danh ngày hôm nay. Le temps est souvent sous-estimé. Il permet aux vives émotions et aux sentiments de s'estomper. Grâce à lui, l'esprit devient plus rationnel. Entre les années 1954 et 1963, les témoins de l'époque, ainsi que ceux qui ont appris plus tard l'histoire du Vietnam et de la Première République, ont constaté ceci. Pendant les années d'administration du président Ngô Đình Diệm, malgré la complexité de la situation politique, les gens vivant au sud du Vietnam jouissaient d'une prospérité dans un environnement paisible. Bien que ce gouvernement n'était pas parfait, comme la société démocratique actuelle, Ngô Đình Diệm était un homme de vertu. Il avait un cœur généreux, altruiste et une âme transparente. Il tenait fermement à garder l'intégrité et l'autodétermination du pays. En comparant les autorités communistes à la société vietnamienne d'aujourd'hui,
Nous verrons alors que Ngô Đình Diệm était un chef d'État national digne à un point tel que nous sommes réunis aujourd'hui afin d'honorer sa mémoire et commémorer ce grand homme. Và thưa quý vị, hôm nay với sự có mặt đông đảo của tất cả quý vị đồng hương, các hội đoàn trong cộng đồng và đặc biệt chúng tôi thấy hôm nay có sự hiện diện của một vị tôi nghĩ rằng có lẽ là cao cấp nhất trong trong anh em quân đội hôm nay, đó là sự có mặt của Đại tá Lê Văn Phú. Ông là nguyên là tham mưu trưởng trường bộ binh Thủ Đức và mặc dù đã già yếu lắm, hôm nay ông vẫn cố gắng đến đây. Và trước khi ông đến đây, ông có in ra một số hình cố Tổng thống Ngô Đình Diệm mà ông rất là ngưỡng mộ để mà tặng cho một số quý vị. Đấy là tấm lòng của ông rất là quý đối với một vị Tổng thống đã mang lại thời cực thịnh trong cận đại lịch sử của chúng ta. Và xin mời chàng có tay cho ông Đại tá Lê Văn Phú. Và thưa quý vị, buổi lễ khánh thành tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm bắt đầu. Sau đây là nghi thức chào quốc kỳ. Chúng tôi xin mời tất cả quý vị, quý đồng hương chúng ta nghiêm trang đứng lên để chuẩn bị chào quốc kỳ Canada và quốc kỳ Việt Nam. Thưa quý vị, khoảnh khắc khóa trước quốc kỳ cho Liên trưởng Nguyễn Văn Kiệt và Hội cựu tổ chức chính trị đảm trách phần trước của quốc kỳ. Khóa trước của quốc kỳ chuẩn bị phòng chỉ hành lễ kèn quân hiệu. Canada.
Nguyễn có công chống ngoại xâm để giữ sự trường tồn và độc lập của dân tộc Việt. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến những anh hùng, liệt nữ, những chiến sĩ đã hy sinh vì dân vì nước. Như nhà cách mạng Nguyễn Thái Học đã nói, nếu không thành công thì cũng thành nhân. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến những tử sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hiến thân chiến đấu cho lý tưởng tự do, chống chế độ cộng sản dã man, phi nhân bản. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến những quân cán chính đã bị lừa vào các trại tập trung, bị sự trả thù thâm độc của cộng sản, các tù nhân chính trị đã chết lầm, chết mòn thành mã đói. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến hơn 1/4 triệu đồng bào đã bỏ thay nơi biển cả trong cuộc vượt biển tìm tự do. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến những người chiến sĩ, tù nhân lương tâm đang chiến đấu tại quê nhà để đồng bào bị giết dã man vì chế độ phục vụ ngoại bang của chế độ cộng sản Việt Nam. Phút mặc niệm bắt đầu.
chấm dứt. Mời toán rước quốc quân kỳ rồi vị trí hành lễ. Thưa quý vị, về lịch sử chắc chắn rằng là tất cả thanh niên ở Việt Nam, học sinh ở Việt Nam không bao giờ được học một lịch sử đúng đắn y như lịch sử đã diễn ra, bởi vì lịch sử Việt Nam sẽ được điều khiển theo chế độ chính trị của Đảng Cộng sản. Do đó mà ở bên Canada chúng ta có một cái hội gọi là hội bảo tồn văn hóa và lịch sử, để sao chính ngay các anh em, các con cháu của chúng ta ở Canada nó nhiều khi nó không biết tại sao phải đeo cờ vàng, tại sao phải có cờ đỏ. Vì sao? Vì nếu cha mẹ anh em nào chúng ta nhắc tới về lịch sử thì nói biết rằng là trước năm 75 chúng ta là chính thể tự do cờ vàng, sau khi cộng sản chiếm đóng miền Nam toàn thể biến thành cộng sản thì không còn cờ vàng ba sọc đỏ nữa mà trở thành cờ đỏ sao vàng. Và nếu các em kiếm ở trong Google hay kiếm ở trong Larousse từ điển thì chỉ thấy cờ đỏ sao vàng mà thôi. Do đó hội bảo tồn văn hóa và lịch sử rất là quan trọng đối với thế hệ sau này, để cho các em biết lịch sử chúng ta diễn tiến như thế nào và những nhân vật lịch sử nào đáng cho chúng ta tưởng niệm, đáng cho chúng ta vinh danh và những nhân vật nào cần phải lên án. Đó là cái lý do mà hội bảo vệ lịch sử và văn hóa Canada ra đời. Để chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị thành phần của ban chấp hành hội bảo tồn văn hóa và lịch sử tại Canada. Ông Trần Văn Túy, hội trưởng. Ông Nguyễn Đình Thông, hội phó. Ông Ngô Anh Võ, tổng thư ký. Và bà Ngô Phương Dung, thủ quỹ. Và thưa quý vị, đây là ban chấp hành của Hội Bảo tồn Văn hóa Lịch sử Việt Nam, một cái hội rất là quan trọng cho thế hệ mai sau. Nhờ đó thế hệ sau có thể biết được cái dòng lịch sử mình diễn tiến thực sự ra như thế nào. Và thưa quý vị, bây giờ buổi lễ khánh thành, các băng khánh thành bắt đầu, chúng tôi sẽ xin mời ông Trần Quốc Túy, hội trưởng Hội Văn hóa Lịch sử Việt Nam, ông Jean-Marc Chapot, President Conseil Arbitratif du Le Repos Saint-François d'Asie, và ông Ngô Anh Võ, Hội Bảo vệ Di sản Việt Nam, ông Nguyễn Đình Thông, trưởng nhóm tinh thần Ngô Đình Diệm, và bà Phương Dung, thủ quỹ, sẽ tiến lên để cắt băng khánh thành và khai tượng. Nous aimerions accueillir M. Trần Quốc Túy, président de l'Association culturelle et historique des damiers au Canada, M. Jean-Marc Chabot, président conseil administratif du Le Repos Saint-François d'Assise, M. Ngô Anh Võ, président de l'Association défense patrimoine vietnamien, M. Nguyễn Đình Thông Trưởng, président du groupe L'Esprit Ngô Đình Diệm, et Madame Ngô Phương Dung, trésorier de l'Association culturelle et historique vietnamienne au Canada. Một câu nói mà chắc rằng chúng ta không thể quên được. Việt Nam luôn.
Việt Nam rồi toàn thì không giống. Không giống tổng thống. Mình không thể nào nói giống không giống. Không giống, hoàn toàn không giống. Ờ, hình này nó làm sai. Sai, tôi sai mình quá. Ở đó thời đó là mình biết không. Mà tại sao không nói? Tưởng tin thôi. Mình rõ ràng không giống thế nào. Không giống. Giống thời trẻ. Không, không trẻ, không giống. Hoàn toàn không giống thế nào. Kính thưa quý vị, người ta nói trong tinh thần người Việt Nam chúng ta luôn luôn có tiếng không ngại nước ngoài. Cà Mau, chúng con nay gắng sức chung lòng
cùng muôn dân nước Việt. Xin quý vị đã bước ra đài hành lễ, xin rời ra xa hành lang để ở trong khán đài chúng tôi có thể nhìn thấy. Kính xin dâng lên nén hương lòng. Mời quý vị chị em nếu đã đi ra ngoài, xin mời đứng ra đại ngang để chừa bàn thờ tổ quốc và đài tưởng niệm để những người bên trong có thể nhìn thấy đó. Cho quốc thái dân an, dòng giống Việt muôn đời bất diệt. Hưng bái bình thân nhị bái niệm tưởng mười phương trần vong chiến sĩ tướng lãnh anh hùng tuấn tiết với non sông các oan hồn chiến nạn thảm cảnh biển đông rừng sâu nước độc chốn ngục tù lao khổ nhân dân tổ quốc tri ân hồn thiêng xin hãy nhầm lời âm siêu trương thái cuộc đời an vui thương hưởng hưng bái. Bình thân tam bái nhớ linh xưa tổng thống Ngô Đình Diệm bao năm đất nước an bình miền Nam Việt Nam sáng ngời Đông Á mấy lúc quân dân thịnh vượng nền đệ nhất cộng hòa nước tiếng năm châu trong giữ gìn quốc thể ngoài bình đẳng dân ba chẳng cho phép Tây Tàu đồng hóa vững chủ quyền giao hảo đồng ba hùng cứ phương Nam ngoài danh đất Việt nền xã tắc dấu an nguy đất Việt vẫn vẹn toàn nay cúi xin chí sĩ anh linh chứng giám tạ công đức anh hào nước nhà xin sạch bóng hung nô nay lòng thành trước đài tưởng niệm bái lạy tiên linh ban ân phù hộ Việt Nam Thái Bình hưng bái. Rồi, xin mời quý ông bà anh chị em, quý đồng hương tiến vào ngôi lều thân yêu này để chương trình tiếp tục. Oh,
thưa quý vị, bây giờ tới cái phần phát biểu của một số vị có thiện ý với tinh thần của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và sau đây chúng tôi sẽ mời một số vị lên phát biểu. Và trước hết, chúng tôi xin mời ông luật sư Lâm Trấn Thọ, cố vấn pháp luật của Chính phủ Pháp định Việt Nam Cộng Hòa, cho luật sư Lê Trọng Quát lãnh đạo phát biểu. Nous allons accueillir Monsieur Lâm Trấn Thọ, conseiller juridique du gouvernement légal de la République du Vietnam. Thưa quý vị, kính thưa quý, kính thưa bà Phong, kính thưa quý vị đại diện các đoàn thể, kính thưa quý vị quan khách, ngày hôm nay chúng ta họp đầy đủ đầy đủ xung quanh cái đề tội của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tại sao chúng ta phải làm việc này? Vì lý do chính sau đây. Thứ nhất, để nói lên cái lòng tri ân của chúng ta đối với Tổng thống đầu tiên của một quốc gia dân chủ, đầu tiên và duy nhất của lịch sử hiện đại. Quý vị nhớ Việt Nam Cộng Hòa không phải là một thể chế mà là một quốc gia, và đó là quốc gia dân chủ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử của Việt Nam. Lý do thứ nhì là để chúng ta một phần nào vớt lát lại, vớt vát lại cái bất công khi Tổng thống Ngô Đình Diệm và bảo vệ thì Tổng thống Ngô Đình Diệm và bảo vệ bị ám sát, và hiện giờ hai người đó cũng không được một cái lăng mộ cho nó đàng hoàng. Trong lúc đó, những người mà đã phản bội chúng ta thì lại được vinh danh, được dựng tượng. Đó là vì lý do đó chúng ta phải làm một cái gì đó để lấy lại cái công bằng cho Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và đặc biệt nữa, chúng ta dựng tượng của Tổng thống Ngô Đình Diệm để nhắc nhở cho chúng ta và cho những thế hệ sau này nhớ những lời mà Tổng thống Ngô Đình Diệm đã nói: tôi tiến, các anh tiến theo tôi lùi, các anh giết tôi chết, các anh tiếp tục công việc của tôi thì các anh noi gương tôi. Đó là cái gì mà Chính phủ Pháp định Việt Nam Cộng Hòa đang cố gắng làm. Quý vị tự hỏi Chính phủ Pháp định Việt Nam Cộng Hòa là cái gì? Thưa quý vị, khi một nước bị chiếm đóng thì cái chính phủ của nước đó di tản ra khỏi nước, và cái nước đó không có bị biến mất như nhiều người đã nói. Việt Nam Cộng Hòa bị chiếm đóng nhưng cái nước Việt Nam Cộng Hòa, cái quốc gia Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn tồn tại, và cái chính phủ của Việt Nam Cộng Hòa trước 75 họ chỉ dịch lời nước Việt Nam tạm thời trong lúc bị địch quân chiếm để ra ngoài này tiếp tục công việc. Thành đó cái tiếng Pháp, cái tiếng Anh, cái tiếng Latin có gọi là chính phủ de jure, tức là một chính phủ liên tục ông quyền của cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trước 75. Nhưng khi chúng ta nói đến Tổng thống Ngô Đình Diệm, chúng ta không thể nào quên bảo vệ của ông là ông Ngô Đình Du. Tại sao mà chúng ta không được quên ông Ngô Đình Du? Ông Ngô Đình Du là một người quyên tâm và một người có diễn kiến. Ông đã tiên đoán
là nếu Cộng sản thắng thì không bao lâu Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh lỵ của Trung Cộng. Chuyện này đang xảy ra tại đây. Và bây giờ câu hỏi của chúng ta là chúng ta phải làm gì để chuyện này không xảy ra? Câu trả lời này tôi để dành cho quý vị. Và tôi mong rằng một ngày nào chúng ta sẽ dựng tượng Tổng thống Ngô Đình Diệm ở tại Việt Nam, và chúng ta sẽ có một con đường, một đại lộ mang tên ông. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn Lâm Thế Thạc. Và tiếp theo, ông hội trưởng của Hội Bảo vệ Di sản Văn hóa và bà Tiểu Quý có một chân từ gửi tới quý vị. Présentant Monsieur Tran Quốc Thuy, président de l'Association culturelle vietnamienne, et Madame Phuong Dung, trésorière, à venir nous adresser. Mes chers invités, permettez-moi de m'adresser quelques mots à mes compatriotes et ma collègue va vous adresser après. Merci beaucoup. Kính thưa Linh Mục Pierre Lê Anh Khang, kính thưa bác sĩ Đào Báo Ngọc, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia vùng Montreal, kính thưa ông Vũ Văn Thái, tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới, kính thưa luật sư Lâm Chính Thọ, cố vấn pháp lý chính phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa do luật sư Lê Trọng Quát lãnh đạo. Monsieur Jean-Marc Chapeau, président du conseil d'administration du cimetière Le Repos Saint-François d'Assise. Kính thưa quý vị đại diện các hội đoàn, kính thưa quý vị trưởng thương trong cộng đồng, quý đồng hương và quý thân hữu, đại diện cho ban tổ chức của ngày lễ hôm nay, cũng như đại diện cho Hội Bảo tồn Văn hóa Lịch sử Việt Nam tại Canada, chúng tôi xin được trân trọng chào đón quý vị. Kính thưa quý vị, khi nhìn lại những gì đã và đang xảy ra ngay tại trên quê hương Việt Nam, chúng tôi cũng như hầu hết quý vị nơi đây đều khắc khoải băn khoăn về sự mai một của nền văn hóa dân tộc. Lịch sử ngàn năm trong công cuộc dựng nước giữ nước của cha ông chúng ta đã bị bóp méo rất nhiều, nhất là trong giai đoạn lịch sử cận đại. Cuộc chiến đấu tự vệ tang thương mà quân dân miền Nam đã phải gồng mình gánh chịu bởi Cộng sản phương Bắc. Và ngay cả những cuộc di tản tiền tự do của chúng ta sau khi cuộc chiến kết thúc cũng đã được bôi nhọ một cách đê hèn bởi những người bên thắng cuộc, và đất nước chúng ta đang đứng trước nguy cơ bị cắt xén từng phần bởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Với hoài bão cố gắng gìn giữ lại những gì được coi là tốt đẹp trong nền văn hóa và lịch sử chân chính của chung dân tộc, chúng tôi, một số anh chị em tại Montreal, với sự cổ võ của anh chị em từ nhiều nơi khác, đã cùng nhau thành lập Hội Bảo tồn Văn hóa Lịch sử tại Canada. Kính thưa quý vị, trong giai đoạn lịch sử từ sau Hiệp định Geneva năm 1954 đến năm 1975, mặc dù có thể quý vị chưa hoàn toàn đồng ý với chúng tôi về chính phủ của nền độc lập Cộng hòa, nhưng khi bình tâm xét lại, tất cả chúng ta đều nhận thấy rằng trong thời độc lập Cộng hòa, nếu so sánh với các quốc gia khác trong vùng Đông Nam Á, đồng bào miền Nam cũng đã được hưởng một đời sống an bình, thịnh vượng, nhân bản, hài hòa. Và nếu chúng ta đem ra so sánh với chính phủ Cộng sản hiện nay, thì chúng ta sẽ thấy rằng chí sĩ Ngô Đình Diệm, vị nguyên thủ của nền đệ nhất Cộng hòa, đã rất đáng cho chúng ta vinh danh và tưởng nhớ. Vì tình yêu đất nước, ông đã bảo vệ đến cùng sự tự do, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Ông đã sống và đã chết như câu tâm niệm mà ông đã cố gắng noi theo: tiết trực tâm hư, có nghĩa là khí tiết trung trực,
và tâm hồn vị tha, không cứa chấp oán hờn, không giữ gìn lại cho riêng ông. Ông đã dùng hình ảnh của những cây trúc như quốc huy để tượng trưng hình ảnh của người quân tử mà ông hẳn ngưỡng vọng. Kính thưa quý vị, tượng đài tưởng niệm cố tổng thống Ngô Đình Diệm này là thành quả, là sự đồng tâm hiệp lực, sự hy sinh thời giờ và tài lực của tất cả chúng ta, của những hội đoàn tôn giáo, của những hội đoàn xã hội, giáo dục và nhiều đồng hương từ những nơi rất xa xôi như Úc Châu, như Âu Châu, từ Hoa Kỳ và dĩ nhiên có rất nhiều đồng hương của chúng ta tại Canada. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị vì đã không thể gửi thư đến từng người một khi chúng tôi đón nhận sự yểm trợ của quý vị. Nhưng xin quý vị coi lời cảm tạ chung này như được gửi đến từng người một trong quý vị. Chúng tôi cũng không quên cảm tạ Ban Giám đốc Nghĩa Trang về sự giúp đỡ lớn lao cho công trình xây dựng này, đặc biệt là hai vị nguyên và đương kim Tổng Giám đốc của Le Repos Saint Consortesis, Monsieur Richard Prenovos et Monsieur Alain Chartier, Madame Lucie Copet, Monsieur Julien và toàn thể quý nhân viên et les employés de cimetière. Những người mà chúng tôi muốn cảm ơn kế tiếp là điêu khắc gia Jean-Pierre Busquet, người đã rất kiên nhẫn trong một thời gian dài trong cuộc tạo hình cho bức tượng của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Xin cảm ơn họa sĩ Nguyễn Tài, xin cảm ơn nữ họa sĩ Bùi Thị Nhung, những người đã ra trường từ những trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cũng như là ở Quebec. Xin cảm ơn bác sĩ Trần Đình Thắng đã giúp đỡ ý kiến cho chúng tôi trong việc tạo tượng. Xin cảm ơn designer Thanh Tâm từ Toronto đã giúp cho chúng tôi việc tạo mẫu logo cho tượng đài. Xin cảm ơn sự hiện diện đầy khích lệ của bà Hà Quyên, Chủ tịch Hội Người Việt Tự Do tại Ottawa. Xin cảm ơn tất cả quý anh chị em, quý thân hữu, quý đồng hương đã tham dự và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong buổi lễ khánh thành này. Những anh em cựu quân nhân và nhất là sự yểm trợ đắc lực của Hội Cựu Tù Nhân Chính trị của Hội Canada đã thực hiện buổi rước quốc quân kỳ ngày hôm nay. Xin chân thành cảm tạ. Xin kính chào quý vị. Monsieur Wu Wantai, secrétaire général de l'Ordre bouddhique vietnamien par le monde, Maître Lam Chan Tho, Monsieur Jean-Marc Chabot, président du conseil d'administration du cimetière de repos Saint-François d'Assise, chers représentants des associations sociales, chers aînés de la communauté, chers compatriotes et amis, mesdames, messieurs, au nom de l'Association culturelle et historique vietnamienne au Canada et du comité d'organisation, nous sommes honorés de vous accueillir à la cérémonie d'inauguration du monument commémoratif de M. Ngô Đình Diệm. En regardant les actualités sur notre terre natale, le Vietnam, nous sommes angoissés par la destruction de notre culture populaire, l'histoire de la création et de la protection du pays dans des milliers d'années de nos ancêtres a été déformée. Surtout, dans l'histoire contemporaine, la lutte autodéfensive et douloureuse contre l'invasion des communistes du Nord-Vietnam que le peuple du Sud-Vietnam doit endurer et même notre évasion à la recherche de la liberté à la fin de la guerre sont aussi lâchement souillés par les vainqueurs. Dans l'espoir de préserver ce qui est de beau dans la culture et l'authentique histoire du peuple, certains d'entre nous vivant à Montréal ont établi
l'association culturelle et historique vietnamienne au Canada. Dans la période historique, après l'accord de Genève de 1954 à 1975, malgré que quelques-uns d'entre nous n'ont pas entièrement d'accord, approuvé le gouvernement du Première République du Vietnam, non pas fait à 100%, mais avec le temps qui passe, les émotions se calment. Avec un esprit tranquille, tout le monde constate que par rapport à d'autres pays en Asie du Sud-Est, le peuple vietnamien du Sud bénéficiait d'une vie paisible et prospère. Pire encore, si on compare le gouvernement du président Ngô Đình Diệm à l'époque avec l'autorité communiste actuelle, à tout aspect, nous réalisons que le président Ngô Đình Diệm mérite d'être honoré et commémoré. Par patriotisme, il a défendu jusqu'à la fin la liberté, l'indépendance et l'intégrité territoriale du pays. Il a vécu et il est mort selon sa devise « Tiết Chợ ». En vietnamien, cela veut dire un caractère tout droit avec et un âme altruiste sans rancune. Il a choisi l'image des plantes de bambou pour son emblème symbolisant l'image d'un homme vertueux, modèle d'homme qu'il s'applique à devenir. Mesdames, Messieurs, ce monument commémoratif est le résultat de la contribution en travail, en argent et en temps des gens venant de partout dans le monde, comme le Canada, les États-Unis, l'Europe et l'Australie. Nous tenons à remercier le conseil d'administration du cimetière Le Repos Saint-François d'Assise, en particulier les deux directeurs, messieurs Richard Ponovo et Alain Chartier, madame Lucie Côté et tout le personnel du cimetière. Nous n'oublions pas de remercier le sculpteur Jean-Pierre Busque dans une longue période de temps afin d'achever la statue de M. Ngô Đình Diệm. Nous remercions aussi les artistes peintres Nguyễn Tài, Bùi Thị Nhung et Dr. Trần Đình Thắng pour leurs précieux conseils durant la réalisation de la statue, et dessinatrice Thanh Tâm de Toronto pour le logo du monument. Nous remercions de la présence encourageante de Madame Hà Quyên, présidente de l'Association des Vietnamiens libres à Ottawa. Nous remercions sincèrement de la présence de tous nos invités distingués, tout en vous souhaitant une agréable fin de l'après-midi. Cảm ơn bà thư ký của Hội Bảo tồn văn lịch sử và văn hóa Việt Nam. Và thưa quý vị, có được ngày hôm nay là nhờ sự đóng góp của tất cả quý đồng hương cũng như tất cả quý vị, mọi thành phần trong cộng đồng người Việt của chúng ta mới có được ngày hôm nay, có được cái tượng đài để chúng ta tưởng niệm và vinh danh cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Trong đó có sự giúp đỡ của ban giám đốc nghĩa trang này. Và sau đây chúng tôi cũng xin mời ông Richard Renovot, nguyên tổng giám đốc của nghĩa trang này, có đôi lời. Et maintenant, nous aimerions accueillir M. Richard Renovot, l'ex-directeur général du repos de Saint-François d'Assise. Alors, mesdames, messieurs, distingués invités, en ce 14 juillet 2018, au nom du repos Saint-François d'Assise, il me fait plaisir de vous accueillir
en ces lieux pour la cérémonie soulignant l'inauguration d'un site commémoratif à la mémoire de M. Nguyễn Đình Diệm, président de la Première République du Vietnam. Pour cet événement d'envergure auquel nous assistons, j'ai l'honneur de souligner ici la présence de M. Thao Ba Ngoc, président de la communauté vietnamienne de Montréal. J'ai également l'honneur de souligner la présence parmi nous de M. Vu Van Thai, secrétaire général de l'Ordre bouddhique dans le monde. Nous avons également, comme invité d'honneur aujourd'hui, le père Jean-Pietro Lê An Cang, aumônier dans les forces armées canadiennes. Le cimetière vietnamien de Montréal constitue une terre sacrée, accueillant depuis près de 4 décennies de nombreuses personnes défuntes de familles vietnamiennes du Grand Montréal et qui y reposent en paix. Le cimetière vietnamien de Montréal nous accueille dès son entrée par un portail monumental en granit sous la forme d'une arche typique des cimetières du Vietnam, rappelant à chaque visiteur qu'il pénètre en un lieu sacré. Au centre du cimetière vietnamien s'élève un majestueux monument de granit dédié à la mémoire des soldats de l'armée de la République du Vietnam tombés au champ de bataille, ainsi que des Boat People. Ces magnifiques œuvres architecturales chargées de symbolisme ont vu le jour grâce à la contribution et l'implication de très nombreux membres de la communauté vietnamienne de Montréal, auxquels le repos Saint-François d'Assise a apporté son soutien et son appui. Au cours de ces années, nous avons tissé ensemble de nombreux liens d'amitié durable. Aujourd'hui, nous sommes assemblés ici pour inaugurer une toute nouvelle place commémorative au centre de laquelle s'élève un magnifique mémorial à la mémoire du président Nguyễn Đình Diệm. Le repos Saint-François d'Assise est fier d'avoir participé à la réalisation de cette œuvre. Mais nous devons souligner que ce projet d'envergure est devenu une réalité grâce à la vision et la détermination de M. Tran Quoc Thuy et de M. Noe Hoc Vo. Félicitations. En terminant, cet espace noble et propice au respect et au recueillement permettra à la communauté vietnamienne de Montréal de laisser un legs permanent à Montréal qui ajoutera une page à l'histoire qui nous unit tous. Merci. Merci, M. Richard. À tous les vies. Quý vị biết, cố Tổng thống Ngô Đình Diệm là người Công giáo. Và người Công giáo thì thường thì có một cái tên thánh đứng đầu. Cái thánh đứng đầu của ông là Gioan Bautista Ngô Đình Diệm. Do nếu quý vị mùng 1 tháng 11 có đi lễ, quý vị thấy nhà thờ ấy có cầu cầu cho linh hồn Gioan Bautista Ngô Đình Diệm. Do đó, hôm nay không thể thiếu được bài diễn từ của một linh mục Công giáo. Bây giờ chúng tôi xin mời linh mục Pierre Lê An Khang phát biểu. Édité par Lê An Khang, aumônier de l'armée du Canada. Mesdames, Messieurs, bonjour. Monsieur le directeur général, Monsieur Richard, ainsi que Monsieur conseiller dans le conseil d'administration,
je suis très honoreux d'avoir eu place de parler avec vous quelques mots ce matin. C'est vraiment pour moi, c'est un imprévu. Il me semble qu'il n'y a pas dans le programme de célébration, inauguration du monument de notre président bien-aimé, Jean-Baptiste Molitier. Qu'est-ce que vous avez dit? Cộng đồng người Việt quốc gia vùng Montreal. Kính thưa quý vị, các vị trưởng thừa, tất cả các quý vị đại diện cho quốc quân binh chủ của nền Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa quý vị đồng hương. Theo tôi được biết là trong chương trình hôm nay không có một lời nói của cá nhân tôi. Đây là một sự rất là bất ngờ. Thì con chỉ xin tóm tắt một vài điều. Kính thưa quý vị, là vì trong dự buổi lễ ngày hôm nay không phải là đại diện cho nền Cộng Hòa hay là đại diện cho cộng đồng người Việt Công giáo vùng Montreal hay vùng Mông hay Canada nói chung. Nhưng cá nhân con về đây để cùng với quý vị để mừng lễ khánh thành này, tại vì ông bố của con cũng là người làm việc với cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Vì lý do ngày hôm nay con cố tình mặc bộ quốc phục này là chính con đã được nhìn thấy vị cố tổng thống Ngô Đình Diệm, ngài chuyên môn đón những các vị đại khách từ trên quốc gia tới bằng quân phục màu trắng, áo sơ mi trắng và thắt cà vạt đen. Tôi xin được đại diện cho quý vị, không có niềm vinh dự nào cho bằng ngày hôm nay chúng ta được ngồi đây hướng về nhớ lại một vị tổng thống yêu mến nhất của một nền đệ nhất Cộng Hòa và là người sáng lập cho nền Cộng Hòa. Mà bao nhiêu chục năm nay chúng ta lại có ngồi đây để tưởng nhớ lại, đây đúng là một vị anh hùng vì dân tộc, vì quê hương và vì tổ quốc. Cho nên chúng ta phải hãnh diện. Hãnh diện để nói lên mỗi một người chúng ta là một lá cờ của nền Cộng Hòa. Chúng ta là một phần tử cho Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta là một những người chứng nhân để cho thế giới được biết là chúng ta không chấp nhận chế độ độc ác, độc tài của Cộng sản ra đi để giữ lại nền Cộng Hòa và nền tự do của nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên, kính thưa quý vị, không có niềm vinh dự nào để con được đại diện thay lời tất cả cho quý vị đồng hương. Quý vị trong nền Cộng Hòa cũng như hậu duệ, chúng ta là những người đang nối theo tiếng gọi của cố tổng thống. Tại vì ngài đã nói, nếu tôi chết, quý vị tiếp tục con đường chính nghĩa của tổ. Tôi xin được cảm ơn ông hội trưởng hội lịch sử văn hóa Việt Nam hôm nay cũng như ông hội phó và tất cả các quý vị đã cho con có một giây phút để lên đây gửi đến quý vị cái cảm tưởng của con về ngày hôm nay. Con xin trích lời. Các quý vị mời được vui phải nói tiếng Anh cùng với ông Việt Nam nhé. Ông cứ chuyên môn cứ hết mà. Vous savez pourquoi je suis venu ici avec le coutume blanc, parce que mon père, il travaille avec ex-président bien-aimé de notre pays, Jean-Baptiste Ngô Đình Diệm. Et même que ma famille, nous avons demeuré dans son palais royal de Zimbabwe avant 1963. Voilà, vous voyez, donc dans mon mémoire, quand j'étais petit, j'ai eu déjà eu l'occasion d'accompagner mon père pour rencontrer notre ex-président bien-aimé. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai voulu porter ce vêtement coutume blanc parce que quand notre président
il accueille tous les présidents internationaux ou bien représentants de chaque pays. Il porte ce vêtement avec une chemise blanche et la cravate noire. Mais aujourd'hui, en étant de mon statut comme un prêtre catholique et dans le diocèse de Montréal, j'ai changé de mettre tout vêtement blanc avec ma chemise prêtre avec le collet romain. Voilà, c'est pour ça que je reviens vous présider dans mon raison. Merci beaucoup. Bộ vest màu trắng thì giống Ngô Đình Diệm đấy, nhưng mà tổng thống không có đẹp trai và cao lớn như vậy đâu. To về ngang, thấp về cao, ý chí ông thì thật là vĩ đại. Và thưa quý vị, để tiếp tục phần phát biểu, chúng tôi trân trọng kính mời bác sĩ Đào Quá Ngọc, chủ tịch cộng đồng Việt Nam, có đôi lời phát biểu trong ngày lễ hôm nay. Xin mời. Invité Dr. Dao Ba Ngoc, président de la communauté vietnamienne de la région Montréal. Kính thưa quý bác, kính thưa quý anh chị, kính thưa quý đồng hương. Thay mặt cho ban chấp hành cộng đồng vùng Montreal và vùng phụ cận, chúng tôi câu nói đầu tiên xin cảm ơn ban tổ chức, nhất là Hội Bảo vệ Văn hóa và Lịch sử Việt Nam đã đảm trách cái công việc khó khăn này và tế nhị nữa mà không làm không được. Và vì có những vị quan khách, nhất là chủ nhà ở đây, chúng tôi xin phép được nói vài tiếng Pháp trước, xin quý vị thứ lỗi cho. Chers invités, surtout le conseil d'administration avec le directeur général et les deux directeurs généraux du centre, surtout le cimetière de repos Saint-François d'Assise. Comme vous savez, depuis des années, sur ce territoire, en particulier un terrain réservé pour les Vietnamiens pour un repos éternel, comme on a déjà écrit le repos. Un repos éternel pour nous ici depuis des années. En plus, grâce à votre courtoisie, avec votre gentillesse, vous avez offert à notre patrimoine, à notre diaspora vietnamienne, un petit terrain pour le statut, pour l'événement, pour notre pays, surtout les défunts. Et vous savez que chaque année, il y a deux événements de cérémonie principale qui sont déjà été installés ici. C'est une journée du 30 avril et une journée pour le 19 juin. Ça, à côté de l'inauguration actuelle de l'ex-premier président de notre pays, on a déjà un statut réservé, dédié pour les défunts qui ont déjà protégé notre pays. Pourtant, avec cet événement, nous attendons toujours un autre événement qui est plus important, c'est que parce que quand on a inauguré cet événement, il faut savoir que qui est le fondateur de notre histoire. Ça, c'est notre ex-premier président qui a été le créateur de notre armée vietnamienne. C'est pourquoi aujourd'hui nous attendons cette journée, sans précédent. Nous sommes très heureux aujourd'hui de votre présence aujourd'hui pour faire une cérémonie avec nous.
Nous remercions beaucoup de votre courtoisie, de votre gentillesse envers notre diaspora vietnamienne, en particulier la communauté vietnamienne de Montréal. Thưa quý vị, chúng ta cảm ơn cái ban giám đốc của cái nghĩa trang này đã giúp cho chúng ta một phần đất để làm những cái tượng. Thứ nhất là cách đây 10 năm tượng về quân Cán Chánh, và hôm nay là cái tượng của cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Chúng tôi xin quý vị chúng ta cùng nói tiếng merci để cảm ơn cho ban giám đốc. Ông vui và hết nói rằng merci trois fois của Israel, nói rằng nói rằng sẵn sàng vô cùng dân chí. Merci, 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 merci. Và thưa quý vị, cảm ơn quý vị, chúng ta biết rằng cách đây cũng khoảng hơn 10 năm chúng ta đã có cái tượng đài quân Cán Chánh, mà trong đó hàng năm chúng ta tổ chức ngày 30 tháng 4 là ngày Quốc Hận và Dỗ Tổ Hùng Vương, và ngày 19 tháng 6 là ngày quân lực. Chúng ta đã từng làm ngày quân lực, chúng ta tự hỏi ai là người đã sáng lập quân đội Việt Nam Cộng Hòa và chúng ta có được cái ngày quân lực đó. Thì cái ngày đó, ngày hôm nay nó đã đến. Thưa đó là vị cố tổng thống Ngô Đình Diệm, vị tổng tư lệnh tối cao của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thời đại nhất Cộng Hòa. Cái ngày đó chúng ta đợi đến ngày hôm nay, nó phải đến và không thể không đến được. Vì nếu chúng ta có cái tượng để nhớ đến quân Cán Chánh đã hy sinh vì Tổ quốc, thì chúng ta không thể nào không nhớ đến cái việc sáng lập cha đẻ của nền đệ nhất Cộng Hòa, và đặc biệt là tổng tư lệnh tối cao của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vì như vậy, ngày hôm nay một ngày để chúng ta thánh thành tượng cố tổng thống Ngô Đình Diệm, vị sáng lập đệ nhất Cộng Hòa của chúng ta. Chúng ta làm như vậy không phải để chúng ta nhớ, để chúng ta khóc, để chúng ta thương vị tổng thống của chúng ta, hình như tổng thống cũng không cần việc đó. Mà chúng ta làm để chúng ta phải nhớ rằng bổn phận của những người còn sống ở đây là do sự hy sinh của tất cả những người đã ra đi. Và chúng ta khi làm cái công việc ngày hôm nay khánh thành tượng, chúng ta đừng làm hổ thẹn chúng ta khi chúng ta không đem hết tài sức của chúng ta để chiến đấu cho đất nước của chúng ta, nhất là trong giai đoạn này, trong giai đoạn rất là khó khăn. Như quý vị đã thấy, chúng ta đã làm liên tiếp bao nhiêu cuộc biểu tình, không những đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam, nhất là mới đây vấn đề ba đặc khu, vấn đề luật an ninh mạng. Và thưa quý vị, trong cái tương lai đó chúng ta còn phải làm nữa. Chúng tôi mong rằng với tinh thần Ngô Đình Diệm, chúng ta, tất cả chúng ta phải làm để đừng tự hổ thẹn của chúng ta. Một lần nữa, chúng tôi vì vấn đề thời gian chúng tôi không được phép nói nhiều, chúng tôi xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị, và chúng ta nhất định nhất tâm thề rằng phải làm hết sức mình cho đến hơi thở cuối cùng cho quê hương đất nước của chúng ta. Xin cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn công ơn chủ tịch của cộng đồng Nghị viện Quốc gia Việt Nam chúng ta. Và thưa quý vị, tiếp theo là phần phát biểu chính của ngày hôm nay, đó là ý tưởng xây dựng tượng đài Ngô Đình Diệm phát xuất từ hội là tinh thần Ngô Đình Diệm. Và sau đây chúng tôi xin mời ông chủ tịch, xin mời ông Nguyễn Đình Thông và chị Xuân Dương Lên. Nous aimerions inviter M. Nguyễn Đình Thông, président du groupe L'Esprit Ngô Đình Diệm. Madame Phương Dung. Vừa nếu mà không nói bằng micro, quý vị có nghe được không ạ? Không nghe được. Không nghe micro. Không nghe được. À, micro, bằng micro. Bonjour, invité.
Trân trọng kính chào quý vị quan khách và toàn thể quý vị đồng hương kính mến. Tôi hân hạnh thay mặt cho nhóm tinh thần Ngô Đình Diệm xin được có đôi lời về cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Kính thưa quý vị, cách đây 64 năm, đúng ngày 7 tháng 7 năm 1954, chị sĩ Ngô Đình Diệm về nước nhận chức Thủ tướng Chính phủ miền Nam Việt Nam trong một tình thế hết sức khó khăn. Đến nỗi một số nhà quan sát Pháp Mỹ đã cho rằng Chính phủ Diệm khó lòng mà qua khỏi được 6 tháng. Vậy mà Chính phủ Ngô Đình Diệm với tài đức của ông Ngô Đình Diệm, Chính phủ ông đã thăng tiến mọi mặt về an ninh, xã hội, kinh tế, chính trị, ngoại giao và đã đưa miền Nam Việt Nam trở thành một nước Việt Nam Cộng Hòa độc lập, toàn tự do và hạnh phúc. Được 45 nước trên thế giới công nhận. Thời Chính phủ Việt Nam, thời Chính phủ Ngô Đình Diệm, Việt Nam Cộng Hòa là một nước hai bình thịnh vượng nhất trong vùng Đông Nam Á. Hòn Ngọc Sài Gòn hồi đó được ví như là Hòn Ngọc Việt Đông. Và năm 1963, ông Lý Quang Diệm, Thủ tướng Singapore đến thăm Việt Nam đã nói rằng 20 năm nữa thì Việt Nam, thì Singapore sẽ có thể bằng Việt Nam Cộng Hòa. Sở dĩ sự thành công nhanh chóng như thế là vì Chính phủ Ngô Đình Diệm đã nhiệt tâm thực hiện 8 chính sách sau đây. Thứ nhất, năm 1954, sau khi nhận chức Thủ tướng Chính phủ Việt Nam trong một tình thế hết sức khó khăn, Thủ tướng Diệm đã thống nhất được các lực lượng vũ trang riêng rẽ, thành lập được một quân đội quốc gia hùng mạnh, đánh tan đạp giặc Quỳnh Xuyên phản loạn và đóng cửa được trong bạc đại thế giới cũng như nhà Điếm Bình Khang. Có người đã cho rằng đây là một phép lạ. Thứ hai, năm 1954-55 sau Hiệp định Genève, Chính phủ Ngô Đình Diệm đã tiếp nhận và ổn định đời sống cho gần 1 triệu người miền Bắc và hơn 300 ngàn người trung bên phía Vĩ Bắc 17 di cư vào miền Nam. Họ được cung cấp nhà, cửa, tiền bạc, lương thực và mọi tiện nghi để ổn định đời sống. Thành công này trên thế giới từ trước chưa hề có một vị lãnh tụ nào đã làm được như vậy. Thứ ba, năm 1956, ngày 28 tháng 4, sau sự đấu tranh quyết liệt của Chính phủ Việt Nam, đội quân Pháp cuối cùng đã xuống tàu về nước, đánh dấu ngay Chính phủ Ngô Đình Diệm giành được nền độc lập cho Việt Nam mà không phải qua một cuộc chiến. Thứ bốn, năm 1956, ngày 30 tháng 4, với dù 28, số 28, với chính sách cải cách ruộng đất, Chính phủ Ngô Đình Diệm đã truất mua một số ruộng đất của các đại dân chủ để phân chia cho 250,000 gia đình Việt Nam với dân số trên 1 triệu. Thành công này trên thế giới cũng chưa từng có một vị lãnh tụ nào đã làm như vậy. Thứ năm, ngày năm 1956, ngày 26 tháng 10, Tân Hiệp Pháp ra đời và miền Nam Việt Nam trở thành Việt Nam Cộng Hòa. Tổng thống Ngô Đình Diệm chính thức là vị tổng thống đầu tiên của đệ nhất Cộng Hòa sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 10 năm 1955. Thứ sáu, năm 1957 cho đến năm 1963, 197 địa điểm chính quyền được thành lập từ các tỉnh Bình Long Phục Thành, Bình Tuy, Long Khánh, vân vân. Mỗi chính quyền gồm có từ 2.000 người như chính quyền Sông Càn ở Phục Thành mà tôi đã đi điểm trước. Chính quyền Bảo Đắc năm hơn 5.000 người,
ở tại Haiti. Mỗi chiến dịch như vậy đều có trạm xá, y tế, nhà học sinh và nhà trường phục vụ đầy đủ cho người dân. Hành động này, thành công này, trên thế giới chưa từng có vị lãnh tụ nào đã làm được điều việc. Thứ bảy, năm 1960 cho đến năm 1963, nhiều ấp, nhiều khu rừng mật và 4.077 ấp chiến lược trong dự trù 11.000 được thành lập. Người dân ở trong ấp chiến lược được gần gũi với học đường, gần gũi với y tế, gần gũi với an ninh, gần gũi với tài hành tránh. Đó là một thành công lớn. Thứ tám, song song với những thành công từng nổi trên, chính phủ Ngô Đình Diệm đã xây dựng được điện cao thế Đa Nhiêm, nhà máy nước sông Đồng Nai với trường ống đường kính 2,3, xây dựng khu kỳ nghệ Biên Hòa và trường quốc gia hành tránh, trường Mô Việt Đà Lạt và Hải học viện Nha Trang và các xa đồ, cũng như đào kinh thoát nước từ thống Tiền Giang đến Hậu Giang để thoát nước phèn. Do đó cho đến năm 1960, trên tờ Paris Match của Pháp, trên ở trang bìa đã in hình của Tổng thống Ngô Đình Diệm với lời chủ tịch rằng: Ngô Đình Diệm làm ở đời nước sáng xoa sang tờ, tức là Ngô Đình Diệm linh hồn của năm 1960. Và năm 1961 là năm Việt Nam Cộng Hòa thắng dữ mậu dịch, có nghĩa là xuất cảng nhiều hơn nhập cảng, tại đó rất hiếm cho Việt Nam. Cho nên thưa quý vị, bây giờ sau đây thì tôi xin được nói một vài lời về cá nhân của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tổng thống Ngô Đình Diệm là con của ông Ngô Đình Khá, thượng thư bộ lại triều đình Huế, là một người thông thạo của lá Tây và tiếng Pháp, đã thành lập trường quốc học ở Huế. Ông Diệm lúc 20 tuổi đã tốt nghiệp thủ khoa bằng luật và quản trị ở tại Hà Nội, Đại học Hà Nội, tất nhiên là bằng tiếng Pháp. Năm 2 sau đó được bổ nhiệm làm tri phủ của một huyện, và đến năm 28 tuổi, năm 1929, ông được thăng lên đến chức quân bộ, tức là như tỉnh trưởng ở tỉnh Phan Thiết. Và năm 1933, tức ông 32 tuổi, ông được thăng lên thượng thư bộ lại triều đình như là thủ tướng chính phủ. Và từ năm 1956, ông Ngô Đình Diệm ra một tổng thống nhân từ và yêu dân thương nước, nhưng đã bị sa thải vào ngày 2 tháng 11 năm 1963, lúc ông đã tròn 63 tuổi. Kính thưa quý vị, trên cõi đời này, dân vô thập toàn, không có ai mà được bậc hay hết, không có ai mà gọi là toàn vẹn, thì Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng là một con người chắc chắn không thể mà không có những sự khuyết điểm, hoặc không thể mà có làm vừa lòng được mọi người. Nhưng mà với những công lao như mà đã vừa nói, xứng đáng cho chúng ta và Hội Bảo tồn Văn hóa Lịch sử cũng sự đóng góp của toàn thể quý vị, và nhất là nhờ sự giúp đỡ của Sibachie Phan Sa Đà Si, cho nên chúng ta có xây dựng được tượng đài ngày hôm nay và có buổi lễ ngày hôm nay. Đến đây tôi xin hết lòng cảm ơn toàn thể quý vị. Chers invités distingués, chers compatriotes et amis, mesdames, messieurs, au nom du groupe Esprit Modélisé, j'ai l'honneur de vous présenter brièvement les réalisations mémorables du président Modélisé. L'accord de Genève en 1954 a divisé le Vietnam en deux parties, le nord dirigé par les communistes et le sud par les nationalistes. Dans le sud, M. Ngô Đình Diệm a été élu président de la Première République du Vietnam pour gouverner un pays dans un état chaotique. Mais il réussissait rapidement à rassembler différents partis politiques et diverses factions religieuses armées
dans un gouvernement unifié pour rétablir l'ordre national. Au même moment, il travaillait avec acharnement et avec succès à stabiliser la vie d'un million de personnes lors de l'exode des Nord-Vietnamiens, fuyant les communistes pour s'installer au Sud-Vietnam nationaliste. Son programme de réforme agraire était couronné de succès, approvisionnant les pauvres cultivateurs leurs propres terres pour cultiver en achetant la terre agricole en excès des riches propriétaires pour ensuite la redistribuer aux pauvres paysans. Son autre programme d'agglomération rurale se révélait une réussite indéniable, assurant une vie prospère aux 225 000 pauvres familles venant du centre Vietnam. Quand les communistes ont violé l'accord de Genève en déclenchant la guerre d'invasion visant à conquérir le Sud, le président Xi, pour protéger le pays, a établi un programme d'amour stratégique afin d'isoler les guérilleros communistes des villageois. Ce programme retardait l'envahissement communiste quand le président Xi fut assassiné le 2 novembre 1963. Durant 9 ans sous le gouvernement du président Ngô Đình Diệm, le Sud-Vietnam était un pays de première puissance économique et politique dans toute la région sud-est asiatique. Président Diệm, une personne qui se dévouait au peuple et à la patrie et s'était déterminée à sauvegarder l'indépendance et l'intégrité du territoire vietnamien, mérite d'être honoré et commémoré. Nous remercions sincèrement de la présence de tous nos invités distingués, tout en vous souhaitant une agréable fin de l'après-midi. Cảm ơn bà Phương Dung và ông Nguyễn Đình Thông. Và chúng tôi xin nhắc lại là sau khi cái phần tiếp tân thì mời quý ông bà anh chị em cứ ngồi im tại chỗ, và chúng tôi sẽ có phần cơm và nước tới mời quý vị tận nơi. Quý vị không có phải đi xuống bên dưới, cứ ngồi đây. Và thưa quý vị, tiếp theo là phần phát biểu của ông Vũ Văn Thái, Tổng Thư ký của Hội Phật giáo Việt Nam. Xin mời ông. Général de l'ordre bouddhiste vietnamien au monde. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa ông Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Bồ Đào Nha, kính thưa ông Lê An Khang giám mục, kính thưa tất cả quý vị trực thờ, kính thưa quý vị đại diện các tôn giáo, kính thưa quý vị đại diện các hội đoàn Bồ Đào Nha, kính thưa tất cả quý vị. Thật ra thì chúng tôi đã chuẩn bị và nói chuyện này trong gần một tuần để tóm tắt lại những công nghiệp của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã làm cho Việt Nam Cộng hòa. Nhưng mà tôi thấy từ giờ đã gần hết và tất cả những gì mà tôi muốn nói đều đã được nói lại, nói cả rồi. Rất là bài của ông Nguyễn Đình Thông. Vì vậy tôi xin chia sẻ với quý vị ba dịp thì đúng hơn mà chúng tôi đã được tiếp xúc với lại Tổng thống Ngô Đình Diệm. Lần thứ nhất là khi có cuộc trưng cầu dân ý để cấp phép bảo đại thì chúng tôi đã làm việc trong ủy ban cấp phép đó, và sau khi thành công thì chúng tôi đã được gặp Tổng thống và Ngài đã cho phép chúng tôi, trong đó là công chức ở Bộ Công Chánh,
là được nghỉ một tháng và đi chơi khắp từ Nam đến Bắc. Không biết thế, tất cả đều là do chính phủ giải thoát. Thì đó là điều đầu tiên mà tôi gặp được Tổng thống. Điều thứ hai mà tôi nói là khi Tổng thống đã ngồi ở Dinh Độc Lập rồi thì ông muốn nói chuyện với bà cụ thân sinh còn ở Huế, mà ông muốn nói trong trường hợp rất là gia đình, vì vậy nên không thể dùng những phương tiện truyền thông của bưu điện được. Do đó biết thế nên các cấp ủy trong phái đoàn của Mỹ đã riêng tặng ông một cái máy có thể nói được từ Sài Gòn đến Huế với bà cụ. Thì chúng tôi được cử để chăm lo cái Huế đó cho nó được chạy để gặp. Vì vậy nhiều khi mỗi một tháng chúng tôi đến để chăm sóc cái máy một lần, và mỗi khi gặp ông Tổng thống thì ngài đều hỏi chạy tốt chứ hỉ. Thì chúng tôi rất đi làm mừng rỡ và nói là thưa Tổng thống, máy của chúng con đều rất tốt, và cái ông nở một nụ cười rất hiền hòa để tiễn chúng tôi. Đó là những lần tiếp xúc mà tôi có dịp để gặp Tổng thống mặt đối mặt. Lần cuối cùng là khi mà cuộc đảo tránh bắt đầu ngày 1, trưa ngày 1 tháng 11 năm 63, thì chúng tôi có nhà ở đường Nguyễn Thanh Tôn phía sau Dinh Gia Long, là nơi Tổng thống và Tổng thủ ở. Thì chúng tôi đã lên trên Tân Thượng nhìn xuống và thấy cảnh đảo tránh diễn ra từng giây phút. Và cuối cùng lúc lửa lên thì chúng tôi đã biết được là Tổng thống và cùng phái đoàn đã đi ra ngõ đường công lý để tay thoát, không có ở trong Dinh Tổng thống nữa. Thì đó là lần cuối cùng mà chúng tôi đó theo dõi của Tổng thống. Tuy không được gặp mặt, chúng tôi tấm lòng chúng tôi vẫn theo Tổng thống và cầu chúc cho ngài được thoát nạn. Thì Tổng thống đã mất, chúng ta cũng thường nghe nói, quý vị ở đây cũng nói là khi mà Tổng thống nói tôi tiến thì tiến theo tôi lui thì giết tôi, nếu tôi bị giết thì tiếp tục công việc của tôi. Công việc của Tổng thống là gì? Công việc này đã được định trong ba chữ bài phong, đảng thực, diệt cộng. Thì bài phong, bài trừ phong kiến đã xong. Đảng thực, tức đảng thực dân pháp đã xong. Còn diệt cộng thì chúng ta đến bây giờ vẫn chưa xong. Và ngay lúc Tổng thống còn sống cũng chưa xong. Vì vậy thì chúng ta đến bây giờ là tuân theo lời di chúc của Tổng thống Nguyễn Đình Diệm, diệt cộng. Chúng ta diệt cộng để cứu Giang Sơn khỏi phải rơi vào tay Trạch Tàu. Trạch Tàu không phải muốn chiếm nước ta không, mà muốn chặt diệt dòng Việt Nam, diệt chủng Việt Nam. Thì đó là cái điều mà chúng ta không thể chấp nhận được, và chúng ta làm mọi cách để chống cộng, diệt cộng. Mà muốn diệt cộng thì phải diệt cộng trước, cộng sản Việt Nam phải diệt trước. Và Trạch Tàu tất nhiên mất trung tâm sẽ tự động tan ra khỏi Việt Nam. Thì chúng tôi mong muốn rằng tất cả chúng ta ở đây sẽ tiếp tục sự nghiệp của Tổng thống Ngô Đình Diệm, chăm lo việc diệt cộng cứu quốc. Chứ chúng ta nếu quý vị đồng ý, xin quý vị giơ tay lên nói diệt cộng cùng tôi ba lần. Chúng ta có đồng ý diệt cộng hay không? Chúng ta có đồng ý diệt cộng hay không? Dạ, xin cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị. Cảm ơn giáo sư Ngô Văn Thái. Chúng tôi thấy mà chúng ta vừa ăn thơ vừa theo dõi buổi lễ, cái bộ nó khí thế hơn. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin mời ông chủ tịch, mời ông hội trưởng của Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa, ông Trần Quốc Thúy có đôi lời cảm ơn tới tất cả quý vị đồng hương. Xin cảm ơn Linh Hải. Kính thưa tất cả quý vị, kính thưa quý vị trưởng thượng, mesdames et messieurs,
Nous voulons vous remercier d'être présents ici avec nous et j'espère que vous serez encore avec nous pour longtemps. Merci beaucoup. Kính thưa quý vị, chúng tôi chân thành cảm tạ sự hiện diện của quý vị tại nơi đây. Kính thưa quý vị, tượng đài mà chúng tôi đã làm là do rất là nhiều cái sự đóng góp của mọi người. Và cái ý tưởng đầu tiên được đưa ra đó là anh chị Võ. Đầu tiên thì chúng tôi muốn mua một miếng đất ở chỗ kia, một khoảng đất nhỏ, khoảng 10 lô là giá vào khoảng 30.000. Chúng tôi tính làm một cái bia nhỏ thôi. Nhưng mà khi chúng tôi trình bày với lại ông Pernovos, là ông tổng giám đốc của Mỹ Trang đây, thì ông có nói rằng ông có một cái công viên, đặt tên công viên là Le Jardin Commemorative, có nghĩa là vườn tưởng niệm. Thì tôi mới trình bày với ông, và ông nói tôi lập một cái hồ sơ về nhân vật Ngô Đình Diệm. Và tôi đã lập một cái hồ sơ, tôi đưa lên và ông đã trình lên ở bên trên ban Conseil Administration, và họ đã chấp nhận cho mình được đặt cái tượng này. Và thưa quý vị, giống như hồi nãy tôi cũng đã trình bày quý vị, là cái tượng này đó là cái công sức của tất cả mọi người. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị. Mà cái người đầu tiên nghĩ rằng mình phải làm một cái tượng đài cho Ngô Đình Diệm ở đây, đó là anh chị Ngô Anh Võ. Xin chắc chắn là trong cái buổi tổ chức nào nó cũng có những cái bị sơ suất, thì xin quý vị rộng lượng bỏ qua cho những cái sai sót của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Và xin quý vị, trong khi quý vị dùng bữa thì chúng ta vẫn còn có những cái chương trình văn nghệ kéo dài. Dạ, xin chúc quý vị ăn ngon miệng. Cảm ơn ông chủ tịch của Hội Bảo tồn Văn hóa. Và bây giờ quý vị vừa ăn mà vừa thưởng thức một cái hệ thống trống rất là đặc biệt. Quý vị thấy là ở đây mà nói tới trống á, phải nói tới thầy Lưu Bình là tổ sư về mấy cái nhạc cụ trống cả bông này đây. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức một bài nhạc trống mang tựa đề là Bài Trống Dòng Máu Lạc Hồng, do thầy Lưu Bình và ban trống Lạc Việt trình bày. Mời quý vị một tràng pháo tay cho ban trống Lạc Việt và thầy Lưu Bình. Và quý vị thấy là mỗi một âm nhạc đều có ý nghĩa của nó. Chúng ta nghe những bài nhạc giao hưởng thì trong bài nhạc đó là người nhạc sĩ cũng đã lồng vào đó rất nhiều ý tưởng của họ. Thì riêng bài trống Về Dòng Máu Lạc Hồng, chúng tôi xin giải thích ý tưởng của cái điều trống này như sau. Đó là cái dòng máu lạc hồng 4.000 năm văn hiến, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nòi giống lạc hồng, giống rồng tiên, hàng hàng lớp lớp, người già, người trẻ, gái trai, đứng lên bảo vệ quê hương giang san đất nước, nguyện ôm bao đời đất mẹ, nhịp trống hào hùng vẫn còn vang. Đó là tinh thần của bài Trồng Giống Máu Lạc Hồng ngày hôm nay. Mời quý vị một tràng vỗ tay cho Lưu Bình và ban trống Lạc Việt. Thank you.
Cảm ơn giáo sư Lưu Bình và hội khấu đặc biệt. Quý vị thấy, nhìn đánh trống chúng ta cứ tưởng như là đang xem cái trống mê linh của hai bà chứng chắc để lại bao nhiêu là tình yêu ở tại đất Bắc. Cho nên một bài hát nói về cái sự nhớ thương đó của một người ra đi, để có khi là một mối tình ở lại, có khi là gia đình ở lại. Và mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm nói lên về tình cảm đó, đó là bài nhạc mang tựa đề Về Miền Nam do ban hợp ca thân hữu Montreal trình bày. Cộng hòa Phú Đức Thân cho chúng tôi là hồi đó ở Mông Cha, và bây giờ anh là của trong hội đồng chính phủ lưu văn của Thủ tướng Pháp. Và kính thưa quý vị đồng hương, hôm nay Thành Nguyễn và anh em trong hội thông tin thì được anh Trần Quốc Quý trao trọng trách phần rước cúc quân kỳ do viên trưởng Nguyễn Văn Kiện chỉ huy cái phần mà điều hành anh em tạp dập. Thật nói là hôm nay tôi rất sung sướng hãnh diện được anh Trần Quốc Túy cho là cái phần mà ghi lễ như thế này. Là người quân nhân thì rất là thích những cái chuyện mà rước cờ vàng, cũng thì chúng ta đều là những người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay thì phải nói là tôi xin lỗi có những cái điều mà tôi đăng ký luôn là thưa quý vị, nếu mà nói đến một niên trưởng đại niên trưởng như Đại Cao Phú lại về rồi, ông là tổng tham mưu trưởng cuối cùng của cường bộ binh Thủ Đức, hôm nay cũng có thể hiện diện của đại niên trưởng Lữ đoàn 2 nghỉ tù. Vâng, ngài cũng chuẩn bị luôn rồi. Là đây ai cũng biết ông đại tá của nghỉ tù ở đây.
Vâng, và tôi còn nhiều hơn thân thần vân, cũng như người khách quý, ông trung đoàn trưởng tiền nhiệm của tôi. Ui, tôi là ý chí thứ toàn thiếu của thứ đoàn một kỵ binh, ông này là trung đoàn trưởng trung đoàn chín của thứ đoàn năm bộ binh, mà thứ đoàn một kỵ binh là người trùng thiết của thứ đoàn năm. Ông là trung đoàn trưởng trung đoàn chín. Tôi biết trân trọng giới thiệu trung tá Nguyễn Văn Nam. Vâng, vâng, còn gì nữa, có chúng ta thiếu các kiện thì nó nên cần vào không? Bây giờ tôi xin phép anh quý vị cho tôi vào tâm tình của vài phút. Đối với cổ thống, đối cố tổng thống Ngô Đình Diệm, thì cái lúc mà tổng cố tổng thống về chắc chắn năng lẽ cái tuần này đó là không phải tuần này, anh Quý biết là mà tuần trước, ngày mùng 7 tháng 7 là cố tổng thống Ngô Đình Diệm về chắc chắn ngày mùng 7 tháng 7. Và cái ngày quan trọng của nền nước Cộng hòa là ngày mùng 7 tháng 7, cũng như ngày 26 tháng 10, cái ngày mà là quốc khánh của nền nước Cộng hòa. Bởi vì, quý vị, ngàn đây những điều về cố tổng thống, có nhiều vị đã nói rồi. Với riêng tôi cá nhân tôi còn bé, thì tôi đã có gặp tổng thống, trong khi cấp cán cấp bậc cho bố tôi là đại úy, để lên làm phó tiền trưởng, một cái quận ở cái miền Tây xa thôi. Và cũng như mỗi lần mà ngài đi mời những thủ tướng như Philippines thì tôi đứng hai bên đường. Thế nên tôi lúc thời kỷ niệm rất còn bé nhỏ. Thế nhưng mà thưa quý vị, cái cuộc bắt đầu của kinh biến ngày 1 tháng 11 năm 63 đã làm báo trước một nền số mệnh của tổng thống Ngô Đình Diệm, quyết định mệnh của nước Việt Nam Cộng hòa đã bắt đầu từ ngày lật đổ mùng 1 tháng 11 năm 1960. Rồi sau đó là những hệ lụy năm 1963. Thưa quý vị, bây giờ những cái chuyện đã đi vào quá khứ. Hôm nay hàng năm tôi là người ở Montreal, tôi rất cảm ơn quý ông Nguyễn Đình Nam, Nguyễn Đình Thông hàng năm tổ chức quốc cuộc nói chuyện về cố tổng thống Ngô Đình Diệm tại trung tâm Pháp Môn, tại nhà thờ Bô Binh. Tôi đi tham dự, tôi rất nhớ, bởi vì chúng ta là người miền Nam. Đối với cổ tổng thống Ngô Đình Diệm là một người có công khai phá nền đế chế Cộng hòa. Đối với người Bắc là 1954, ông đã ổn định được 1 triệu người. Quý vị ai có đã biết, nhưng với cá nhân tôi, bố tôi là tình nguyện và đã làm đơn làm hiện dịch. Thế nên ngài đã cho giấy phép tất cả thân nhân của 96 sĩ quan Đà Lạt khóa 10 vụ được đi máy bay nếu ở miền Bắc. 96 sĩ quan từ miền Bắc được gia đình được đi máy bay vào cuối năm 1953. Và ngay đây tôi vẫn quý nhận các quý vị và trả phó tay để cảm ơn ông Nguyễn Đình Nam, ông Nguyễn Đình Thông, cũng như anh Nguyễn Nguyên Võ, cũng như anh Trần Quốc Túy, cái người đã làm chúng ta có buổi lễ ngày hôm nay. Và chúng ta cảm thấy là tinh thần Ngô Đình Diệm còn, nước Việt Nam Cộng hòa sẽ còn, ở ạ. Vâng, thưa quý vị, vậy thì chúng ta không quên rằng tại sao ông hoan hô tổng thống Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Diệm muôn năm, Việt Nam Cộng hòa muôn năm. Vâng, cái ngày trung đổ của bà cường cộng sản sẽ chấm dứt. Mong rằng thế tượng Ngô Đình Diệm có đây và đất nước đang tư vượt tổng tâm cái chuyện mà bây giờ rất là bê bối, rất là hoảng loạn ba nước, thì chuyện Việt Nam Cộng hòa mình sẽ trở lại. Phải không, luật sư Lê Tấn Sọ? Và xin trả lời cho anh Thành, anh Hải. Xin cảm ơn ông Nguyễn Duy Thành và hy vọng rằng tất cả ước mong của ông đều biến thành sự thật. Và thưa quý vị, chúng ta còn hai bài cuối cùng. Tranh đấu
Tiếp theo là nhạc phẩm Khỏe Vì Nước. Cảm ơn Liên Trưởng Thành. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị đã đến đây để chúng ta cùng chia sẻ tinh thần Ngô Đình Diệm và để nêu cao chí khí của Tổng thống Ngô Đình Diệm, và tinh thần đó sẽ còn mãi mãi trong lòng chúng ta, tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Wow, quá hay. Thank you.